Kính thưa quý vị và các đồng chí, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ra đi mãi mãi. Lúc sinh thời, Đại tướng đã dành nhiều tình cảm sâu nặng cho thế hệ trẻ Việt Nam. Trước nỗi đau thương mất mát này, thế hệ trẻ đã thể hiện lòng thành kính và học tập phong cách, tài năng, đức độ của Đại tướng. Chương trình sự kiện và nhân chứng kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu những hình ảnh xúc động mà tuổi trẻ Việt Nam nói chung, tuổi trẻ quân đội nói riêng dành cho Đại tướng. Hôm nay, họa sĩ Phan Kế An quyết định tổ chức tang lễ cho người bạn đời của ông, chậm hơn một ngày so với dự kiến. Ông dành thời gian ấy đến viếng người thầy giáo của mình. Một người thầy đã giảng cho ông những bài học lịch sử tại ngôi trường tư thục Thăng Long 87 năm về trước. Người thầy đã khơi dậy lòng yêu nước cho cậu thanh niên Phan Kế An, lúc ấy vừa chập chững vào đời. Được đến thăm thầy giáo thì việc nhà đối với tôi đây là nhỏ so với việc mất một người thầy, không phải chỉ của tôi mà của cả nước lại còn của cả thế giới, thì đó là một điều mà tôi còn được đến dự đám tang, thì đó là cái điều đối với tôi cực kỳ quý giá. Và cùng hôm nay, có hàng ngàn bạn trẻ đến từ mọi miền đất nước cũng đang tìm về, thành kính tưởng nhớ người anh hùng dân tộc. Trong số họ, có những người như ông Phan Kế An, thời tuổi trẻ đã được gặp Đại tướng. Có những người chưa từng được gặp Đại tướng. Vậy nhưng, cho dù họ là người thanh niên của hôm qua, người thanh niên của hôm nay hay người thanh niên của mai sau, thì trong những ngày này họ cũng đang thổn thức một nỗi mất mát không gì bù đắp được. Điều đó có thể nói lên sự kính trọng tuyệt đối dành cho một nhân cách lớn. Ký túc xá trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tối ngày 4 tháng 10. Một buổi tối như bình thường bên những trang sách, các bạn sinh viên vẫn chăm chỉ ôn bài. Rồi bất chợt, tất cả như lặng đi. Thông cáo đặc biệt. Ban chấp hành Trung đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương vô cùng thương tiếc báo tin, đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tên khai sinh Võ Giáp, bí danh Văn, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911, quê xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự kiện Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi đi xa nhanh chóng được các bạn sẻ chia cùng nhau giữa những giọt nước mắt không thể nào kìm nén được. Khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì em thấy là bác mất đi giống như là một sự mất mát rất là lớn ạ. Em cảm giác như là khi nghe tin bác mất thì giống như mình mất đi một người thân trong gia đình ạ. Em thấy nỗi đau này rất là lớn. Khi mà em được nhìn thấy mọi người đứng trước cửa nhà bác để nghe chờ cái tin, là như là em chỉ muốn là cái tin đấy dường như là một cái tin không đúng sự thật. Em cũng chưa gặp bác Giáp bao giờ, thế nhưng mà nghe tin bác ấy mất thì thực sự là mình cảm thấy rất trống trải và cảm thấy rất buồn. Thế hệ trẻ bọn em thì chưa bao giờ được gặp bác, mà qua những câu chuyện lịch sử thì bọn em cảm nhận được bác là một người rất là đáng kính, là một vị anh hùng trong lòng chúng em. Và khi nghe tin bác mất thì em cảm thấy dường như là chưa thể tin nổi. Em thì chưa được gặp bác bao giờ, nhưng khi nghe tin bác mất thì em cảm thấy mình như mất đi một thứ gì đó. Và em cảm nhận như là khi mà mình mất đi bác như mất đi chính một người thân trong gia đình mình.
như một người ông. Em cũng như các bạn thì chưa gặp bác Giáp bao giờ, nhưng mà khi nghe tin bác mất như trên các phương tiện thông tin đại chúng thì nói rất nhiều là bác mất, mà em vẫn chưa tin nó là sự thật cho đến khi mà chính thức là xem thời sự thì mới biết là bác tin bác mất là sự thật. Khi mà nghe thì cảm giác trong lòng có một sự hụt hẫng rất lớn á. Rồi khi mà trên các trang mạng xã hội đưa tin như là có những bác cựu chiến binh ở từ rất xa đến, hay là có anh cảnh sát rất là trẻ đứng trước cổng bác để mong được vào viếng lăng bác, thì em cảm thấy là tự hào rất lớn cho cả dân tộc và cả thế giới. Nên khi bác mất đi không chỉ là tổn thất của riêng đất nước mình, là còn tổn thất rất lớn cho cả quốc tế nữa. Tất cả những bạn trẻ này đều chưa được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và các bạn cũng không thể lý giải nổi cảm xúc đặc biệt của mình khi nghe tin Đại tướng ra đi. Khoa lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, không khí dường như chìm hẳn xuống. Bởi cả thầy và trò, ai cũng còn nguyên cảm giác bàng hoàng. Người giảng viên già lặng lẽ nhớ lại kỷ niệm một lần được tháp tùng đại tướng ngược nguồn Tây Bắc trong dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Và sinh viên, những bạn trẻ chưa một lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bất chợt tìm đến trang sách lịch sử thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Bài học hôm nay là một sự tưởng nhớ. Trang sách vẫn còn đây, nhưng người chỉ huy của 34 đồng chí năm 1944 và là người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng mãi mãi đi xa. Những bạn trẻ này, họ là thế hệ sinh ra khi đất nước hoàn toàn không còn chiến tranh. Tuổi đời mới chỉ 19-20, nhưng hiểu rất rõ về Đại tướng. Các bạn có thể nói về Đại tướng một cách say sưa. Trong cái quá trình mà bọn em học tập ấy, thì đã có rất là nhiều câu nói của bác mà để lại trong em những cái ấn tượng rất là sâu sắc. Đó là bác đã từng nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đó là người cầm quân luôn khát khao chiến thắng, nhưng không phải chiến thắng bằng bất cứ giá nào, và máu của con em nhân dân Pháp cũng giống như máu của con em nhân dân Việt Nam. Trong khi chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7 tháng 5 năm 1940 thành thắng lợi, thì bác đã vào cái hầm chỉ huy và bác lặng lẽ khóc bởi vì sự hy sinh xương máu của con em nhân dân Việt Nam đổ xuống để giành thắng lợi. Bác là cũng đã từng là một thầy dạy sử, cho nên là tình cảm của bọn em dành cho bác thì cũng giống như là tình cảm của một học trò dành cho người thầy của mình mà mình yêu quý, chứ không phải là một người con của dân tộc Việt Nam và một đại tướng. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì bác đã có một quyết định rất là khó khăn, đó mà theo như bác tâm sự đó là quyết định mà khó khăn nhất trong cuộc đời của bác, đó là chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Và nhờ cái quyết định mà chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc đấy, thì nó đã nhất là nó đã giảm được cái sự hy sinh xương máu rất là lớn, cũng như là đem lại cái chiến thắng cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Mà nhờ cái chiến thắng đấy thì nó đã làm xoay chuyển trục diện chiến tranh và mang lại được cái dẫn đến hệ quả trực tiếp, đó là Hiệp định Geneva năm 1954 và chấm dứt chiến tranh trên toàn miền Bắc. Hơn nữa thì là bác lại còn là một người mà còn là một thầy giáo dạy sử, và bản thân em là một sinh viên ngành sư phạm lịch sử thì em rất là khâm phục cái phương pháp giáo dục của bác ấy, bởi vì là bác Giáp thì quan niệm là giáo dục là phải toàn diện, và em là một sinh viên ngành sư phạm lịch sử thì em cảm thấy là mình phải noi gương bác Giáp. Không những về vấn đề học tập mà là còn về vấn đề giảng dạy sau này. Nếu mà được trở thành một giáo viên trong tương lai thì em sẽ giáo dục cho học sinh của em không những là phải có là một người mà có lòng tự hào dân tộc, mà cần là phải có những người có trách nhiệm công dân và có những cái kỹ năng cần thiết để mà hội nhập vào thế kỷ 21. Học viện Kỹ thuật Quân sự với những học viên của nước bạn Lào và Campuchia. Các học viên quân sự của nước bạn trong những ngày này đều cảm nhận được một không khí khác lạ. Em không biết nhiều về bác, nhưng mà em chỉ cảm giác với bác là người đặc biệt của đất nước Việt Nam. Em không hiểu nhiều về bác, nhưng thông qua cảm xúc của các bạn Việt Nam,
thì bác bị mất. Đây là cái sự tiếc của cả bạn Việt Nam, vì bác là một người rất quan trọng của đất nước Việt Nam. Giờ học hôm nay cũng khác mọi hôm. Khi ngoài những bài giảng thường ngày, thầy giáo còn cho các bạn xem những thước phim quý về đại tướng, về những tình cảm của người dân Việt Nam đối với đại tướng. Và một cách tự nhiên, các bạn trẻ của Lào và Campuchia hiểu rằng tại sao trong trái tim mỗi người dân Việt Nam lại đầy ắp tình cảm về đại tướng đến vậy. Dưới sân trường, bốn chữ vàng trí tuệ tỏa sáng mà đại tướng tặng vẫn ngời ngời trong ánh nắng mùa thu rực rỡ. Mỗi giờ giảng trong nhà trường quân đội hôm nay đều không thể thiếu những câu chuyện về đại tướng Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Mất mát len lỏi vào tận trái tim của những quân nhân tương lai. Dường như ai cũng cảm thấy trách nhiệm hơn, muốn làm nhiều việc có ý nghĩa hơn trước sự ra đi của đại tướng. Bác là chưa từng qua một trường quân sự nào, nhưng mà từ những cái trận thắng mà bác lãnh đạo ấy ạ, thì cái thể hiện lên ở bác là cái sự mưu trí và rất là sáng tạo. Bác cũng là người học trò cưng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là một người rất là dũng cảm, gan dạ, một tấm gương sáng cho bọn em, mà bọn em trong cái phục vụ lực lượng vũ trang ngày hôm nay học được rất nhiều của bác. Sau này ra đơn vị công tác lâu, phục vụ lâu dài trong quân đội. Em cảm thấy rất là cái sự tài ba, sự tài tình trong nghệ thuật quân sự cách mạng của bác, và điều đó cũng khiến em phải cần học hỏi nhiều hơn để cho cái sự nghiệp quân sự, nghề nghiệp binh nghiệp của mình sau này. Thực sự là với cá nhân của mình thì mình cố gắng để mình bớt đi những cái nỗi buồn này, để cố gắng giảng dạy hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Thì học, đối với học viên thì các bạn thì khi đi tham quan các cái phòng truyền thống mà hiểu hơn về cái, thứ nhất về học viện, thứ hai tìm hiểu sâu hơn về quân đội nhân dân Việt Nam và vai trò của đại tướng, thì các bạn cũng có một cái, như mình cảm nhận thì các bạn cũng có một cái nỗi buồn nó khó nói, thì nhưng là cũng thầy và trò thì cũng động viên nhau là bây giờ khi mà chúng ta phải cố gắng để mà vượt qua những cái nỗi buồn này, chúng ta học tập tốt hơn nữa. Điều gì đã làm nước mắt cả dân tộc tuôn rơi? Tài năng lỗi lạc hay nhân cách hơn người? Một vị tướng oai phong hay một con người giản dị? Kính trọng, tự hào, ngưỡng mộ hay vì tất cả? Dường như ở đây có một sự tiếp nối thế hệ. Ông bà kể chuyện cho cháu, bố mẹ kể cho con nghe, cô giáo kể về đại tướng trong những bài giảng. Và không biết từ bao giờ, hình tượng tướng Giáp đã khắc sâu trong tâm hồn mỗi trái tim tuổi trẻ như một biểu tượng niềm tin tốt đẹp. Còn tuổi trẻ Việt Nam thì khỏi phải nói. Các bạn cứ quan sát cái dòng người hàng ngày trong mấy ngày nay khi đến viếng tại nhà riêng của đại tướng ở 30 Hoàng Diệu. Chúng ta sẽ tự để tiên đoán được cái thế hệ này là như thế nào. Trong cái số đó tôi nhìn qua mấy cái hình ảnh mà các bạn vừa mới chụp những cái bức ảnh cá nhân, sẽ thấy rằng có khoảng độ 60-70% là thanh niên với một cái tư thế rất đàng hoàng, rất nghiêm túc, rất trân trọng. Đấy là cái điều mà chúng tôi hết sức tự hào. Và với những thế hệ như thế, với một những cái tuổi trẻ còn tin ở những người như bác Giáp, thì chúng ta tin rằng là cái thế hệ trẻ này còn tạo ra được sức mạnh lớn hơn và đóng góp được cho đất nước nhiều hơn.
Ông Vũ Mão vẫn còn nhớ như in bức thư đại tướng trực tiếp gửi cho ông. Thời kỳ ông còn là bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bức thư đến với ông thật bất ngờ. Bất ngờ vì sự quan tâm và niềm tin của đại tướng với thanh niên, vào sự chung vai góp sức của thanh niên trong những công trình lớn của dân tộc. Trong những ngày qua, những hình ảnh đẹp của tuổi trẻ của thanh niên dành cho đại tướng khiến người bí thư đoàn năm xưa không thể không tự hào. Và đến ngày hôm nay, và trong cái sự kiện rất đặc biệt Bác Giáp ra đi này đó, thì cái thế hệ trẻ ngày hôm nay đó, chúng ta càng thấy rõ rằng là họ vẫn có lòng yêu nước, họ vẫn có lòng kính trọng đối với lớp cha anh, với cái truyền thống của dân tộc, đất nước. Đấy là biểu hiện rất là hay và càng chứng minh rằng tổ quốc này, đất nước này, truyền thống dân tộc này, cái sự nghiệp kháng chiến, chiến đấu, bảo vệ đất nước này đó, thì thế hệ trẻ luôn luôn ghi nhớ, luôn luôn ghi nhận. Và những người có công lao lớn nhất như Bác Hồ, Bác Giáp thì vẫn được là thế hệ trẻ kính trọng, coi như những huyền thoại. Sự kiện vị đại tướng kính yêu của dân tộc vĩnh viễn ra đi đã tạo nên không khí đau thương bao trùm tất cả. Những người già tìm về những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ với những lần may mắn gặp đại tướng. Cái thế hệ chúng tôi đó thì có thể nói là ngưỡng mộ Bác Giáp từ khi mà chúng tôi còn niên thiếu. Vì chúng tôi là ở trường Thư sinh quân Việt Nam, chính là theo cái tư tưởng chỉ đạo Bác Hồ và chính Bác Võ Nguyên Giáp là người ký quyết định thành lập cái trường Thư sinh quân của chúng tôi. Và chị Võ Hồng Anh là con của Bác Võ Nguyên Giáp thì cũng là những người bạn học, học viên Thư sinh quân của chúng tôi. Cho nên có thể nói là từ những cái ngày niên thiếu đó, đó thì cái sự mến phục, sự kính trọng với đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng tôi đã có từ ngày đó. Sau đó thì khi chúng tôi lớn lên, được học hành trưởng thành nhiều hơn nữa vào những cương vị công tác của mình, thì Bác Giáp vẫn luôn luôn là hình ảnh rất là cao đẹp, như là tấm gương cho các thế hệ trẻ Việt Nam. Thì lần đầu tiên mình được nghe tin là Bác Giáp về thì mình cũng rất là kiểu như là cũng rất là sung sướng vì được gặp một vị đại tướng mà trong trái tim của mình cũng như là tất cả mọi người đều luôn luôn nghĩ, đều nghĩ về Bác ấy. Và mình tưởng tượng ra là Bác là một người, một vị tướng rất là oai phong và có gì đó rất là nghiêm. Thế nhưng mà khi Bác về, lúc đó mình còn trẻ lắm, thì mình thấy Bác khác hẳn với những cái suy nghĩ của mình. Thấy Bác rất là gần gũi, rất là thân mật. Bác gọi một số giáo viên trẻ lên để đứng bên cạnh, chụp ảnh và giao lưu nói chuyện. Thì lúc đấy thấy mình thấy là Bác khác hẳn với những cái gì mình đã suy nghĩ. Thế hệ trẻ hôm nay nhớ về đại tướng qua những bó hoa, những dòng tâm sự sẻ chia đầy nước mắt. Trong dòng người ấy có những em học sinh trong đồng phục của nhà trường, có những bạn trẻ khác quốc tịch trong màu áo xanh tình nguyện, có những nữ quân nhân trong tương lai. Dường như cái khác biệt của thế hệ đã bị xóa nhòa, chỉ còn lại một cái chung lớn bao trùm tất cả. Đó là nỗi đau khi đại tướng ra đi. Cả dân tộc dường như xích lại gần nhau hơn trong một nỗi đau chung. Mình nghĩ rằng khi Bác mất mà tất cả mọi người rơi lệ hay xúc động, mặc dù chưa một lần gặp Bác, chỉ có hai chữ duy nhất mà trong lòng mỗi người vốn có, đấy là yêu nước. Khi mà được vào viếng cụ rồi thì nhìn thấy di ảnh cụ cũng cảm thấy vô cùng tự hào khi mà Việt Nam đã có một vị anh hùng như vậy. Và chính cụ đã tiếp lên rất nhiều cái niềm tự hào cho bọn em và khiến cho bọn em thôi thúc cho bọn em, dục dã bọn em phải học tốt hơn nữa, phải ra sức phấn đấu, rèn luyện để có thể xây dựng được đất nước không phụ công với công lao mà đại tướng cũng như toàn thể dân tộc Việt Nam đã dành đến cho chúng em. Mỗi lần khi đi làm, đi qua đường Hoàng Diệu,
thấy từng đoàn người xếp hàng lườm lượp vào viếng Bác. Trong em có một cảm giác gì đó, nói chung là em không thể diễn tả được. Mặc dù là em công tác ở trong bệnh xá cơ quan Bộ Quốc phòng, nhưng chưa một lần em được gặp Bác trực tiếp. Đây là lần đầu tiên em được vinh dự đến thăm nơi ở và nơi làm việc của Bác, viếng Bác với một cảm xúc là bồi hồi, bâng khuâng. Tôi cảm thấy rất xúc động khi đến đây. Tôi được biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người anh hùng của dân tộc Việt Nam. Tôi dành cho Đại tướng của các bạn sự ngưỡng mộ và kính trọng cao nhất. Đảm bảo an toàn, giữ gìn trật tự cho những người đến viếng trong màu áo xanh tình nguyện. Đó là các bạn trẻ. Bọn em thì thực hiện công việc ở đây, nhiệm vụ ở đây thì đều không thấy mệt mỏi, đều cố gắng hết mình để giữ gìn trật tự, để mọi người được vào viếng Đại tướng một cách nhanh nhất có thể và an toàn nhất ạ. Chỉ dẫn, đón tiếp, nhanh chóng đỡ những người già, những người thương binh nặng, đó cũng là những chiến sĩ cảnh vệ trẻ. Sau khi được nhận nhiệm vụ bảo vệ và hướng dẫn nhân dân vào viếng Đại tướng, thì toàn thể cán bộ chiến sĩ chúng tôi được xác định đây là một niềm vinh dự và tự hào. Toàn thể cán bộ chiến sĩ là quyết tâm thực hiện nhiệm vụ một cách cao nhất và hướng dẫn nhân dân là vào viếng Bác một cách trang trọng, trang nghiêm nhất. Tự nguyện với một niềm kính trọng thiêng liêng. Suốt 5 ngày, nhà riêng Đại tướng mở cửa đón nhân dân vào thăm viếng. Là chừng ấy ngày, các bạn trẻ túc trực tại đây, làm nhiệm vụ một cách hăng say, nhiệt tình. Họ coi đấy là một cách thể hiện tình cảm với Đại tướng. Có thể là gì khác, khi vị Đại tướng kính yêu của chúng ta đã đạt đến tầm cao về trí tuệ, uy tín và lòng yêu kính của nhân dân, sự nể trọng của bạn bè quốc tế. Có thể là gì khác, khi trong lòng thế hệ trẻ, Đại tướng đã tạc nên một tượng đài bất khuất. Thế nhưng, cái buồn, cái đau thương này không là ủy mị, không làm mất mát ý chí nghị lực của con người. Cái buồn này cần phải biến thành sức mạnh. Đây cũng là sự mất mát vô cùng to lớn đối với thanh niên quân đội. Thanh niên quân đội sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đến các đoàn viên thanh niên và toàn thể các tổ chức cơ sở đoàn trong toàn quân để quán triệt và tìm hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp, cách mạng vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và từ đó xác định thái độ, động cơ phấn đấu được quyết tâm mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tốt hơn. Trong huấn luyện tốt hơn, trong học tập tốt hơn, trong giảng dạy tốt hơn và trong thực hiện các nhiệm vụ đều tốt hơn. Những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ của Đại tướng, những cái việc làm của Đại tướng có thể nói là đã cho chúng tôi rất nhiều cái suy nghĩ. Mà chúng tôi thấy rằng với trách nhiệm là những người kế tiếp cái sự nghiệp cách mạng của Đảng thì chúng tôi là những người giáo viên trong quân đội. Thì phải luôn luôn trăn trở suy nghĩ tìm tòi để làm sao nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao cái việc xây dựng bản lĩnh chính trị, cái năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ sĩ quan, phải luôn luôn củng cố tăng cường cái niềm tin với sự lãnh đạo của Đảng, với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc của đất nước. Và cứ như thế, nhiệt huyết được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cũng giống như gia đình trẻ này, hôm nay đã xin phép cho con nghỉ học để cùng đi viếng Đại tướng. Những ngày qua thì trong TV thực sự cũng nói rất nhiều về gia đình của Bác. Thì gia đình cũng cho cháu xem TV và cũng hiểu được về cái lịch sử của dân tộc như là về con người đức độ của Bác Võ Nguyên Giáp. Thì hôm nay gia đình chúng tôi cũng mong muốn cháu mang đến cháu đến đây để cho cháu được tận mắt chứng kiến về
nơi bác đã sinh sống và hy vọng rằng là cháu sẽ có được những suy nghĩ và những cái kỷ niệm đẹp về một cái vị tướng anh hùng của dân tộc. Số 20, ngõ Trạm. Những năm 30 của thế kỷ trước vốn là địa điểm trường tư thục Thăng Long. Tại ngôi trường được xem là cái nôi của cách mạng thời kỳ đó. Thầy giáo Võ Nguyên Giáp đã từng dạy lịch sử trên mảnh đất này. Các thầy cô giáo trường tiểu học Thăng Long bây giờ nối tiếp truyền thống đó. Họ đảm nhận sứ mệnh nuôi dưỡng thế hệ trẻ. Điều đó được bắt đầu bằng những bài học lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Và những đứa trẻ này, trong ánh mắt ngây thơ kia, hẳn đã chất chứa ước mơ hoài bão trở thành bộ đội Cụ Hồ, được tiếp nối khúc quân hành của đại tướng kính yêu. Cao trên Sài Gòn anh hùng, từ trong khói lửa đồn phải cắt năm xưa đi lên đội ngũ chúng ta, từ 30 từ trái tim hồng Việt Bắc lừng xanh, nơi chân vui bè lúa ngoài sân hiểu lòng sóng cồn dâng chiến công hòa cùng đất nước miền Nam trôi dậy lênh thân đông vang trên non sông cả nước lên đường dầm dập quân trên khắp muôn phương về với Trường Sơn ta tiến về giải phóng thành đô.